Mẹ cái ông có nội cha tụi bay. Mẹ tụi bay, tao nói chính phủ tụi bay chẳng những bất lương mà còn mất dạy nữa. Mẹ tao đang livestream mà tụi bay cũng cố tình tụi bay phá cho Đức chơi phải không? Thì tao làm lại thôi ha. Tao nói cho tụi bay nghe, tụi bay không lẽ sợ một con đàn bà như tao sao hả? Tao nói chỉ trong vòng một tuần thôi đó, tụi bay cố tình tụi bay giấu như mèo giấu cứt gì đó. Ở cái đất nước được mệnh danh là an toàn, là hạnh phúc nhất nhất trên hành tinh này nè, xảy ra biết bao nhiêu là vụ thảm án rúng động luôn hà. Hèn, bây giờ tao nói lại nghe. Một đứa nhỏ 6 tuổi bị bắt cóc giết chết, bị nghi là bắt cóc giết mổ lấy nội tạng đó, lấy nội tạng đó, nghe biết chưa? Hèn, tới khi tìm được thì đứa nhỏ hơn 20 vết dao chi chích ở trên người rồi. Hèn, một con nợ bị chặt lìa đâu, tới khi chết trong tay vẫn còn thủ con dao. Và thằng thủ phạm là con của một công an viên, con của công an đó. Báo chí thì ca ngợi nó là thân nhân tốt, là nó hiền lành. Mã cha cái đám báo chí nhà sản tụi bay, mẹ thân nhân nó tốt, nó hiền lành mà nó chặt đứt đầu người ta. Thử hỏi, thân nhân nó xấu, nó dữ thì còn tới cỡ nào nữa hả tụi bay? Hả? Nói tao nghe coi. Hơn 20 người Việt Nam mình trốn chui trốn nhủi đi xuất khẩu lao động, đi lao động chui ra nước ngoài, lao động qua Đài Loan đó, bị chết thê thảm, tìm thấy xác chết trên cái con đường mà đi tìm miếng cơm manh áo cho người ta đó. Hen. Hai người dân Việt Nam bị chết thê thảm trong cùng một ngày trong đồn công an. Và bây giờ dân tụi tao biết rồi, ngoài lý do là dân tụi tao chết vì tự tử bằng dây lưng quần á, bằng dây dài, tự cắt cổ bằng dao rọc giấy, bây giờ dân chết bằng áo sơ mi dài tay tự hắt cổ nữa. Và một ngày nào đó dân tụi tao ở truồng đi vô trong đồn công an thì tụi bay cũng sẽ nói dân tụi tao tự thủ dâm tới chết, phải không cái quân khốn nạn? Hai thủy thủ người Việt Nam bị khủng bố ở bên Phi chặt đầu giết hại dã man, trong khi chính phủ tụi bay giấu như mèo giấu cứt. Tới khi bị cư dân mạng người ta làm ầm ĩ lên thì tụi bay sủa lên hai chữ quan ngại. Mẹ tụi bay làm giống như là hả, mỗi lần tụi bay sủa lên quan ngại là cả thế giới nó sợ hãi tụi bay hay sao á. Rồi thêm một người dân lái xe công nông bị chó vàng tụi bay ép xe lật chết tức tưởi nữa. Mẹ tới bây giờ chó vàng chó xanh tụi bay đã hiểu lý do tại sao mà mỗi khi chó vàng chó xanh tụi bay chết thê thảm á, thì dân người ta mừng, người ta vỗ tay không? Tụi bay coi lại cái đường ăn nết ở của tụi bay đó nha không? Mẹ cha không có nội tụi bay, tụi nó khốn khổ cho cái dân tộc này. Nếu như ở nước ngoài một vụ thôi nó cũng là cái chuyện rúng động dư luận rồi, mà trong khi đó một tuần lễ thôi biết bao nhiêu cái chuyện khủng khiếp nó xảy ra như vậy. Mà cái con mẹ chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, con mẹ đứng đầu chủ tịch quốc hội đó, nó hả họng ra, nó tuyên bố tỉnh bơ, nó kêu đừng thấy một vụ lẻ tẻ ở chỗ này chỗ kia rồi nói đất nước ta không an toàn. Mã cha con mẹ Kim Ngân, bà ăn cái giống gì mà bà xạo lòng dữ vậy bà Ngân? Mẹ bà là cái thứ thần kinh hay máu lạnh vậy? Hay lương tâm của bà bị chó tha mèo cạp vậy hả bà Ngân? Mẹ ta nói cho tôi biết, chưa bao giờ người dân Việt Nam tụi tao sống trong cái nỗi khiếp sợ tột cùng như ngày hôm nay. Ra đường thì dân sợ tai nạn giao thông chết, ở trong nhà thì ăn uống cũng sợ đồ ăn bị độc, bị ung thư chết. Có con cái, có người thân thì lo sợ phập phồng, sợ bị bắt cóc qua bán qua biên giới. Lớp thì sợ bị bắt cóc giết mổ để lấy nội tạng. Có tiền cũng sợ, sợ gửi vào trong ngân hàng thì tụi bay ăn cướp hết, còn để ở nhà thì ăn cướp ăn trộm, nửa đêm gà gái nó đột nhập vô nhà nó cắt cổ cũng chết. Mẹ chạy xe ngoài đường thì lo sợ chó vàng tụi bay ngoắt vô tụi bay kiếm bánh mì hen. Tao nói dân chạy ngoài đường mà không phạm luật, mà một khi chó vàng tụi bay đã ngoắt vô rồi thì cũng phải mửa mật xanh mật vàng ra cho tụi bay liếm. Mã cha tụi bay, tội phạm xì ke giật dập hiếp dâm đầy đường, đéo thấy thằng chó xanh chó vàng nào đi tìm hết trơn hết trọi. Tụi bay làm giống như Việt Nam mình là cái quốc gia an toàn nhất trên hành tinh thiệt vậy đó. Tụi bay làm giống như là Việt Nam là không có còn tội phạm vậy đó. Mẹ tối ngày tụi bay ăn rồi vậy, tụi bay xách háng, tụi bay đi rượt mấy bà già, mấy đứa con nít, mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm ngoài đường. Tụi bay kêu là đi dọn dẹp trật tự lòng lề đường. Mày á tụi bay, đúng rồi, phải đi rượt mấy ông già bà cả đó, mấy đứa con nít đó, nó mới an toàn cho tụi bay, đúng không? Mẹ ta nói hả, rồi còn thêm cái vụ mà dân á, mà có người thân mà lỡ bị mời lên cho đồn công an á nha, cũng lo sợ phập phồng, không biết người thân của mình có còn tính mạng để trở về đoàn tụ không nữa. Sống trong một cái xã hội quần què gì mà cái gì cũng sợ hãi hết, cái gì cũng lo lắng hết. Vậy mà thằng cha Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng á, thằng cha Trọng Lú á,
Mẹ nó hả cái họng nó ra, nó tuyên bố, nó kêu chứ nhìn tổng thể có bao giờ đất nước ta được như hôm nay. Phải rồi lú, là tụi bay được chứ không phải là dân tụi tao được. Là tụi bay từ trong rừng thiêng nước độc tụi bay chui ra, là tụi bay từ cái nón cối trên đầu, từ cái mũ tai bèo che kín nẻo tương lai đó, từ cái đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ của tụi bay đó, tụi bay đi ra một phút chốc tụi bay lên trên tiên rồi, tụi bay ở trên siêu xe biệt thự, tụi bay trên xa qua tột bực. Tiền đó của tụi bay ở đâu ra? Nếu không phải là tiền bán nước, nếu không phải là tiền trên chính xương máu đồng bào của tụi bay, còn cái dân tộc này ra sao hả? Tụi tao nè, mang quốc tịch Việt Nam, nhưng mà tụi tao đéo có được chính phủ Việt Nam bảo vệ. Tụi tao cầm cái passport Việt Nam bước ra nước ngoài thì tụi tao bị cả thế giới khinh khi, dè biểu tụi tao. Tổ quốc Việt Nam của tụi tao ở trong tim, tổ quốc Việt Nam của tụi tao ngày xưa được cả thế giới tôn trọng, tụi tao tự hào biết là bao nhiêu. Còn bây giờ Việt Nam ra bước ra ngoài thế giới được hiểu là mại dâm, là trộm cắp. Tụi tao bị thế giới này kỳ thị, trách nhiệm thuộc về ai hả? Nếu phải là những thằng, những con lãnh đạo tụi bay. Một cái đất nước mà lãnh đạo tụi bay á, chỉ biết ngồi trên cao, tụi bay dơ dét, tụi bay ăn cướp của dân, tụi bay bán nước thôi. Trong khi người dân thì tụi bay đéo tạo ra được công ăn việc làm ổn định, kinh tế đất nước ngày càng lụng bại, thì dẫn tới việc dân của mình phải đi ra nước ngoài làm đẩy, phải dân nước mình đi ra nước ngoài làm cu ly chui, dân nước mình đi ra nước ngoài ăn cắp ăn trộm, thì tụi bay á mới là những kẻ mang nhục, chứ không phải là dân tụi tao, nghe chưa? Mẹ, một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu, tới độ mà giáo viên phải đi tiếp khách, phải làm cái chỗ gác tay cho quan chức vui vẻ. Giáo viên á phải làm rau sạch cho tụi bay, hen. Nợ công của quốc gia thì lên tới gần cả 100 tỷ đô la Mỹ. Mẹ, đất nước đã đói nghèo lạc hậu, lương 3 cọc 3 đồng, mà xe hơi thì giá cao gấp 3 lần ở bên xứ Mỹ. Người yêu nước thì vô tù ngồi, trong khi đó tham nhũng tham ô thì tràn lan như là một cái lẽ tự nhiên. Quan lớn quan nhỏ tham nhũng tham ô ngàn ngàn tỷ, mỗi vụ là cả ngàn ngàn tỷ bạc. Trường học thì thiếu thốn, bệnh viện thiếu thốn, thuốc men cho dân thiếu thốn, những cơ sở vật chất hạ tầng cho dân thiếu thốn. Tới độ mà tự trọng liêm sĩ và ngay cả cái tình đồng loại dành cho nhau cũng thiếu thốn. Mẹ, một cái đất nước với một cái chính phủ khốn nạn, một cái chính phủ giỏi xạo lòng, một cái chính phủ chỉ biết thương vai khóc mướn à. Mẹ, biển đảo bị cướp sạch đéo lo, công dân Việt Nam bị xử tử ở nước ngoài, bị chặt đầu ở nước ngoài đéo lo, trong khi đó lại rất là rảnh háng đi lo cho hòa bình thế giới, đi lo cho tình hình Cuba, Cuba căng thẳng, đi lên tiếng cho Triều Tiên xa lắc xa lơ. Một cái chính phủ khốn nạn của tụi bay á, sau bao nhiêu chục năm lèo lái đã đưa cái dân tộc Việt Nam này đi đến cái chỗ bất hạnh tột cùng như ngày hôm nay. Mẹ, tao nói đất nước này nhiều cái nhất thế giới lắm, do tụi bay ban cho đó. Một đất nước mà tướng tá tự phong thuộc hàng nhiều nhất trên thế giới, nhưng mà tướng tá chỉ biết cầm quần đàn bà chứ đéo có biết cầm quân, đéo bao giờ biết cầm quân hay là cầm súng đạn để chĩa thẳng vào quân thù. Mẹ, trong khi đó biển đảo thì mất sạch, mà tướng tá lại rất là giỏi nổ súng vô dân lành tụi tao để ăn cướp nhà cửa đất đai của dân. Một đất nước mà lương của người dân Việt Nam thuộc dạng bèo bọt và thấp nhất Đông Nam Á. Một đất nước mà thuế má cao nhất, tới nỗi bây giờ một cái trứng gà thôi mà 14 loại thuế phí rồi, thì dân đen tụi tao sống bằng cái quần què gì hết tụi bay. Một đất nước mà tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới. Một đất nước mà tỷ lệ ô nhiễm thuộc hàng top 10 trên thế giới. Một đất nước mà tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Trong khi đó môi trường học đường chỉ giỏi giảng giải ba cái xạo quần, xạo lòng, chủ nghĩa Mác Lênin quần què gì đó. Mẹ, tốt nghiệp đi ra trường đem ba cái chủ nghĩa đó ra ngoài làm con mẹ gì. Trong khi đất bao giờ biết giáo dục cho học sinh, sinh viên những cái chuyện cơ bản thực tế về giới tính hay là về cách phòng chống thai ra làm sao ha. Mẹ, một đất nước thì dân quá nghèo, lương thì 3 cọc 3 đồng, mà tỷ lệ tiêu thụ bia rượu lại thuộc cái hàng cao nhất trên thế giới. Một đất nước mà đồ ăn bẩn thỉu độc hại thuộc hàng nhất trên thế giới. Có bao giờ tụi bay, những thằng, những con lãnh đạo của tụi bay dành vài giây phút ngắn ngủi của cuộc đời tụi bay gác giò lên trán, tụi bay suy nghĩ, nghiền ngẫm, tại sao mà đất nước của mình nó ngày càng thê thảm lụng bại như ngày hôm nay? Là vì tụi bay đó.
những thằng, những con lãnh đạo bất lương trong một cái chính phủ bất lương này nè. Mà chẳng những bất lương mà còn mất dạy nữa, làm đứt livestream của tao. Tụi bay làm luật mà tụi bay ngồi xổm lên trên pháp luật. Tụi bay lãnh đạo mà tụi bay thiếu đức thiếu tài. Tụi bay chó xanh chó vàng là công an, là đại diện thực thi pháp luật, mà tụi bay giết người không gớm tay. Thì thử hỏi làm sao cái xã hội này có thể bình yên được hả tụi bay? Làm sao dân tộc này có thể hạnh phúc ấm no cho được hả tụi bay? Kính thưa bà con, chưa bao giờ sinh mạng của người dân Việt Nam mình lại rẻ rúng như ngày hôm nay. Chưa bao giờ cái mạng dân đen của mình lại ngàn cân treo sợi tóc như ngày hôm nay. Bởi vì người dân Việt Nam mình đang bị lãnh đạo bởi một cái lũ quan lại vô học bất tài và ngồi xổm lên trên pháp luật như hôm nay. Mỗi một năm, người Việt Nam mình có hơn 150.000 người bị phát bệnh ung thư vì đồ ăn hàng quá độc hại đó. Hàng trăm người dân Việt Nam chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông. Nhưng mà cái chính phủ bất lương này nó làm sao? Nó vẫn dửng dưng, nó vẫn coi mạng của người dân Việt Nam của mình như những con chó ghẻ vậy đó. Người dân Việt Nam của mình đang sống trong tột cùng của sợ hãi. Mình còn cái con mẹ gì nữa mà mình mất để mình sợ hãi. Thì tại sao mình không lên tiếng để mình đòi lại cái công bằng trật tự cho cái xã hội này hả bà con? Người dân Việt Nam của mình phải lên tiếng để con cháu của mình được sống trong một cái xã hội an toàn và bảo đảm hơn bây giờ. Và người Việt Nam của mình chỉ có thể làm được điều đó nếu như chúng ta biết đoàn kết, yêu thương nhau, biết dẹp bỏ sợ hãi để cùng chung tay xây dựng một chính phủ tử tế hơn và tốt đẹp hơn.